everybody gets flu every 3 or 4 or 5 years. So in this cohort, we really had the chance to look at, so how does this all work? We can see the real situation of the disease in a country. And it's really helped the policy maker to prepare the action plan. Theo tôi nghĩ thì cái kết quả là nó rất là khả quan. Vì ngay bản thân chúng tôi đã nhận thức được thì chắc là mọi người trên thế giới chắc là người ta cũng nhận thức được cái vấn đề đó.